cậu có chuyện gì mà đông vui thế? Cha tớ tổ chức họp mặt những nhà phú ông giàu có khác ở khắp miền Bắc nên mới đông như vậy. Chán chết đi được, đông vui như vậy sao cậu lại thấy chán? Vì ba đứa nhóc kia kìa, cậu thấy ba đứa đó không? Kia hả? Bọn nó làm sao? Ba đứa đó là cậu chủ nhà giàu, giàu hơn nhà tớ nhiều. Đứa đứng giữa tên là Bâu, là đại ca của nhóm đấy. Ông nó là quan lớn, thế nên tính cách kinh kiệu cực kỳ. Cậu đừng dại mà đụng vào tụi nó. Trẻ con làng này vừa quê mùa vừa ngốc nghếch. Thế thôi, nhà cậu không có gì vui thì tớ về đây. Ê tên mập kia, đứng lại đấy. Tớ hỏi cậu câu này, nếu cậu trả lời đúng, tớ cho cậu một đồng, thế nào? Ừ, được. Đố cậu có cổ nhưng không có miệng là gì? Tớ không biết. Là cái áo. Đúng là đồ ngốc nghếch, có vậy mà cũng không trả lời được. Trẻ con ở làng này á, đúng là toàn đứa ngốc. Còn lâu nhá, cậu chưa biết thần đồng làng Hạ rồi. Cậu ấy là Hồng Xiêm, bạn của tớ với Xoài. Cậu ấy cực kỳ thông minh luôn, các cậu còn lâu mới bằng được cậu ấy. Ui, thế cơ á? Thế thì gọi ngay tới đây, để bọn tớ xem thông minh cỡ nào nào. Có giỏi thì mai tới lớp bọn tớ đi, cho các cậu thua đẹp. Được, bọn này chưa biết sợ ai bao giờ đâu. Các cậu có biết Hồng Xiêm không? Hình như cũng nghe ở đâu đó rồi. Nó học giỏi lắm, mấy cuộc thi huyện với tỉnh á đều đạt giải nhất. Vậy thì không ổn. Học giỏi thế, có khi đố thơ nó trả lời được hết cũng nên. À, nhưng mà nghe nói á, nhà nó nghèo lắm. Thế à, thế thì có cách rồi. Này cậu, có biết Hồng Xiêm đâu không? Kia kìa, cậu ấy chính là Hồng Xiêm. Cậu là Hồng Xiêm à? Đúng rồi, có chuyện gì thế các cậu? Nghe nói cậu là thần đồng của làng này, nên muốn hỏi cậu một chút. Ơi, có gì đâu mà thần đồng, mọi người cứ nói quá lên thế chứ. Thế cậu định hỏi gì? Mẹ tớ cho tớ một nắm tiền này, nhưng mà tớ không biết đồng nào là đồng nhiều giá trị, đồng nào là đồng ít giá trị. Cậu chọn hộ tớ, đồng nào nhiều giá trị hơn được không? Chọn xong, tớ tặng cậu đồng đó luôn. Nghèo như Hồng Xiêm, chắc chẳng thấy một tiền bao giờ nhỉ? Đồng này to, nên chắc hẳn có giá trị hơn. Phải, phải, cậu chọn đúng rồi, cho cậu luôn. Mọi người xem này, Hồng Xiêm thông minh lắm luôn. Chọn một phát, đúng đồng giá trị lớn, quá là giỏi. Hóa ra cũng chỉ có thế, đúng là đồ nhà quê, nhưng mà trêu nó cũng vui đấy. Mai lại quay lại trêu tiếp, phải cho mọi người trong làng và thằng nhóc mập hôm qua biết ai mới là người thông minh nhất. Phải, phải. Này, tớ lại quên mất, đồng nào giá trị lớn hơn rồi, cậu chọn lại giúp tớ đi. Đây, đồng to hơn là giá trị hơn còn gì nữa. Đây, cầm lấy đi nhá, thần đồng làng Hạ này các cậu. Đồng bạc to hơn thì giá trị lớn hơn đồng vàng. Thì ra người thông minh nhất cái làng này á cũng chỉ có vậy. Đúng là đồ nhà quê các cậu nhỉ. Hồng Xiêm, cậu sao lại chọn đồng bạc? Đồng vàng có giá trị hơn mà. Hôm trước thầy đồ vừa dạy chúng mình xong, cậu làm vậy là thua mấy đứa đó rồi. Mít mật ơi. Ôi, Hồng Xiêm, nghe nói hôm nay đám con nhà phú ông miền Bắc sẽ về đấy. Tụi mình đến nhà Xoài chào bọn nó đi. Có gì mà chào chứ, tụi nó lại nói chúng ta là đồ ngốc cho mà xem. Cậu cứ đi theo tớ, có trò hay để xem đấy. Thôi được rồi. Ôi, người thông minh nhất làng Hạ và tên mập ngốc đây mà. Nghe nói hôm nay các cậu về, tớ đến chào các cậu. Ừ, có duyên nhở. Tớ còn đang tiếc vì không được cho nhóc mập biết người cậu nói là thông minh nhất giỏi cỡ nào đây này. Hồng Xiêm này, chọn một đồng giá trị lớn hơn đi. Tụi này cho luôn, cho tên mập thấy đi. Được, tớ chọn đồng vàng. Nếu tớ lấy đồng tiền vàng ngay từ đầu thì lần sau chẳng phải các cậu sẽ không cho tớ nữa à? Nhờ các cậu mà
mà tớ được hẳn 2 đồng vàng và 1 đồng tiền vàng đấy. Ờ, thế là bọn mình bị nó lừa à? Thôi chào các cậu, về nhà vui vẻ nhá. Mình đi ăn chè đi, mít mật. Không biết ai mới là người ngốc. Lê lê lê, đây mà. Tớ ở đây. Cẩn thận, cẩn thận đây. À, ơi, ấy, ấy, ấy. Lũ nhóc này, mặt mũi để đâu đấy hả? Có biết đây là tượng ông hổ đem cho quan huyện không? Nó mà đổ vỡ thì có bán cả nhà, cả họ đi cũng không đủ tiền đền đâu nhá. Làm gì mà bác căng thế? Bức tượng thôi mà. Bọn cháu thì chẳng may thôi. Với lại bức tượng cũng có làm sao đâu ạ. Có sao đâu à? Bọn nhóc có biết ta là ai không hả? Dạ không ạ. Ta là thợ điêu khắc nổi tiếng, giỏi nhất cái vịnh Bắc Bộ đấy biết không hả? Đến quan huyện cũng phải đặt hàng mãi, ta mới chịu làm cho ông ấy đấy nhá. Không phải ai cũng được ta làm tượng cho đâu. Bức tượng tinh xảo từng đường nét thế này, không ai có thể làm được ngoài ta. Mà thôi, việc gì ta phải trình bày với lũ nhóc các người. Các người có biết cái quái gì về điêu khắc đâu chứ. Dạ, chúng cháu xin lỗi ạ. Chà, công nhận bức tượng đẹp thật. Ừ, trông hoành tráng thật đấy. Thần thái y như hổ thật. Chuyện, thế hóa ra lũ nhóc các người cũng biết nhìn nhận, đánh giá đi chứ nhỉ. Thôi đủ rồi, bọn chúng xin lỗi cũng được rồi. Tha cho chúng, chúng ta mau đi thôi. Ông ấy làm tượng đẹp thì có đẹp thật, nhưng nghe chừng cũng ra oai nhỉ. Mời bà con đến đây tỉ thí một phen nào. Nghe nói anh này là thợ điêu khắc nổi tiếng nhất miền Bắc đấy. Ờ, hôm qua tôi có nhác thấy tượng ông ấy làm đẹp lắm. Tài thế, thảo nào thách đấu mọi người điêu khắc. Thế thì là mình làm gì có ai đấu lại. Mọi người vào đây, chiêm ngưỡng tượng tôi điêu khắc. Ai có tài điêu khắc, xin thoải mái tỉ thí với tôi. Ai thắng, tôi mất 20 đồng. Thua, chỉ cần mất 1 đồng cho tôi thôi. Cha cha, một mà ăn 20 kiểu. Tham gia đi, tội gì. Đúng thế, ai có tài điêu khắc, cứ lên mà thi đấu. Thua mất có 1 đồng, nhỡ thắng được tận 20 đồng cơ mà. Tôi nữa. Để tôi. Một ăn 20, rồi mình lại kiếm bộ tiền ở cái làng này cho mà xem. Nào, xin mời tỉ thí. Thế nào, bà con? Còn ai dám lên đây thì đấu với tôi nữa không nào? Tôi cũng là thợ điêu khắc đây, nhưng công nhận không qua được ông ấy. Tài thật quá đỉnh, không hổ danh là thợ điêu khắc giỏi nhất vịnh Bắc Bộ. Nào, xin mời tỉ thí. Nhìn dáng vẻ ông ấy kiểu khệnh khạng thật đấy. Có tài nhưng chẳng khiêm tốn gì. Công nhận tớ nhìn cũng thấy ngứa mắt. Cứ hoành hoang như vậy á, rồi có ngày sẽ nhận quả đắng cho mà xem. Hôm nay xoài phán cứ như thánh ấy nhỉ. Đúng thật là có tài mà vênh váo hoành hoang. Mình phải cho ông ta một bài học mới được. À đúng rồi. Anh Đạo này, anh ra kia nói chuyện với em một lát được không? Ờ, được thôi. Anh vừa thi đấu với ông ta rồi, anh biết không đấu lại được đâu. Dù gì anh cũng là thợ điêu khắc giỏi ở làng Hạ. Em chỉ cần anh lên thi thố với ông ta một lần nữa, em có cách để anh thắng. Cách gì? Thực tài anh không bằng ông ta. Nếu làm thế thì hóa ra mình chơi xấu à? Không hẳn, chỉ là em thấy ông ấy có tài, nhưng khinh người quá, hống hách nên muốn dạy cho ông ta một bài học. Công nhận là ông ấy có tài nhưng khinh người quá, cũng nên dạy cho một bài học thật. Và lại, nếu anh thắng, cũng lấy lại danh dự cho làng Hạ. Thì anh cứ làm như em nói nhá. Nhất trí. Sao? Đã thua một lần rồi, vẫn muốn đấu tiếp à? Vẫn chưa sợ sao? Hay thừa tiền, muốn mất tiền tiếp cho ta hả? Tôi muốn thi lại lần nữa, vì lần trước điêu khắc thứ mà không phải sở trường của tôi. Giờ khắc con chuột đi, nó mới là sở trường của tôi. Được, khắc chuột thì khắc chuột, chẳng có thứ gì ta không khắc được cả. Ta sẽ cho chúng một lần nữa tâm phục khẩu phục. Nào, thi thôi. Thế thì thế này đi, nâng tiền lên 50 đồng, ăn 50 đồng. Được, 50 thì 50, ta xá gì. Chà, anh Đạo liều quá. Ông Lưu đó lại thắng thôi. Thôi, cứ chờ xem thế nào.
Xem kìa, thế kia mà gọi là chuột à? Chuột của anh Lưu quả là y như thật. Ê, nhưng tôi thấy chuột của anh Đạo kia khác cũng có thần thái đấy chứ, chỉ là chưa giống thật lắm thôi. Cái ông Lưu này á, lại hống hách cho mà xem. Từ hồi đến giờ, mọi người chỉ thi nhau làm giàu cho ông ấy thôi. Sau khi tham khảo số đông ý kiến của bà con, tôi tuyên bố bức tượng thắng cuộc là... Ôi, cái gì thế kìa? Mấy con mèo, sao lại vồ lấy bức tượng chuột của anh Đạo thế nhỉ? Rõ rồi còn gì, giống chuột thật hay không thì chỉ có mèo là biết rõ nhất. Vậy tượng của anh Đạo giống chuột hơn à? Anh Đạo là thiên tài điêu khắc. Đúng, anh Đạo là thiên tài. Anh Lê Đạo đúng là bậc thầy điêu khắc. Tượng giả mà lại tưởng là thật. Anh Đạo chiến thắng rồi. Số đông ý kiến của bà con lúc này lại nghiêng về Lê Đạo. Tôi tuyên bố bức tượng thắng cuộc là bức tượng chuột của Lê Đạo. Hoan hô. Lạ thật, sao mà tài tình thế nhỉ? Rõ là chuột của anh Đạo khắc không giống bằng chuột của anh Lưu, thế mà lũ mèo nó lại vồ đến. Không biết thần thái nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Hay là mình không làm nghề điêu khắc nên không nắm được? Đúng thế, mình không ở trong nghề nên không biết được. Tôi chẳng biết lý do gì, nhưng mà nhờ thế cho chừa cái thói hách dịch của anh Lưu ấy đi, còn vụ lợi kiếm trác. Ừ, phải đấy, đúng. Cũng lạ thật. Là nhờ cái này này. Là gì thế? Rất đơn giản, tớ trộn được ít bột cá lên bức tượng của anh Đạo, thế nên mới thu hút bọn mèo thế chứ. Thì ra là thế. Ừ, nhưng mà thế có khác gì gian dối. Mà sao cậu biết được? Thì là vì ông Lưu khinh người, khệnh khạng lại còn vụ lợi, thế nên tớ với anh Đặng kết hợp dạy cho chừa thói xấu đó đi đấy. Cũng phải.